Dạ, bạn bạn nào mình là bên đây thỏ đây bạn, chào mừng bạn quay lại cho mình hôm nay được chơi zombie tây nha bạn đúng vậy. Bạn chắc là bạn biết rõ tại sao chơi game này ha bạn đúng vậy, đó là do mình muốn chơi qua được cái màn mới trong Gunny đã xong rồi bạn đó. Chứ mỗi lần mình không qua được màn mới mình sẽ quay lại game này chơi hư bạn đúng vậy. Chắc khi nào mà mình hoàn thành xong luôn game này mới qua được màn mới tiếp á bạn ơi. Do là cái màn mới trong tựa game Gunny á mà khó quá bạn. Chắc phải cần rất lâu mới qua được các bạn đó nè, trong lúc chờ đợi ta thấy chơi trò này nha bạn đó. Thì nhà bi tây tiếp tục nào. Thì mà này chúng ta đã chơi màn 7 nha bạn vậy, chắc ta 7 đó, mà này tiếp với cả trong nhà kho các bạn vậy. Chúng ta hãy cùng nhau speedrun cái trò này không bạn đó. Ta sẽ gắn hoàn thành nó nhanh nhất có thể nha bạn vậy. Đi ơi. Để xem nào. Em mà này ta sẽ có súng mới nha bạn vậy, một cái súng laser và mạnh luôn đó, mình sẽ cho bạn xem khi nào mình tìm được nó các bạn vậy. Còn bây giờ thì cứ bắn đẩy coi zombie nhỏ nhỏ các bạn vậy. Ok, mà này thì không có zombie mới đâu, nhưng mà ta sẽ có được cái súng mới bạn đó. Mà này ta mới coi zombie cũ thôi đó. Ok, nhanh gọn lẹ. Tiếp tục nào, sẽ là sẽ hai cái lựu đạn hút vừa bạn rồi. Giờ mình hay hút zombie vào lựu đạn mình rồi thì chơi à. Ok, màn 3. Súng mới kìa. Đây súng laser nè bạn, nó súng này như bạn thấy nó không bắn ngay nha bạn vậy, các bạn phải chờ nó nạp nạp đạn đó, chờ lên đạn mới bắn được bạn đó. Đây cái súng laser này là khá là mới nha bạn đó, nó có thể bắn xuyên zombie luôn bạn đó, đúng kiểu cái súng laser luôn đó, nhìn rất là nhỏ rất là đẹp các bạn vậy. Súng này có đến năm bắn ra một lần rồi. Thì súng này thì chủ yếu là bắn xuyên zombie các bạn đó, một băng của nó là có 5 viên mà đó, bắn xong mà phải gạt, bắn hết 5 viên là phải gạt đạn mà đó. Cái này chỉ bị một cái là bắn hơi chậm, do là phải đợi nó lên đạn mà vậy, chứ nó không hề bắn ngay như mấy cây khác mà đó. Mà được cái là bắn đạn rất là to và xuyên nhâm bi mà đó, rất là tiện lợi luôn. Chỉ để là phải đợi nó nạp đạn hơi lâu mà vậy, hay là nó lên đạn chứ đó. Ok, mình sẽ lấy là thêm cái này để mà đề phòng mình. Mà nghĩ là chắc mình đổi cây như vậy đó. Cây kia nằm đã lâu quá. Đây. Ok. Nhưng mà chúng là về có khác hả bạn? Vậy phải để nó nạp đủ năng lượng mới bắn được. Đó. Hay như mấy cây này thì bắn dễ nhiều đó. Cây hiện tại đang dùng là cây bắn đinh như bạn vậy. Chỉ bắn đinh phiên bản đeo liên như bạn đó. Nghe mạnh luôn. Để chọn giúp từ bạn đó, nhà mình hay giật điện zombie rồi. Go. Ok, mà 5. Rồi, mà này xuất hiện cái phù thủy à. Hay kiếm nó đã. Ôi trời. Thấy nó rồi. À, đây coi con đi. Mấy này đi coi khác coi. Chết mình con. Ok. Mày mày. Mày mày. Ok. AK kìa. Cho mình nhặt nó đã. Nhặt nào. Yeah. Ok. Mày. À, mày ơi trời. Nó bị nó ói vào người nữa rồi. Chết tiệt chứ. Ôi trời. Lại bị nó ói vào người nữa. Thiệt tình luôn. À, giờ về chắc phải tắm hai lần nữa bạn. Ok. Đã xử xong rồi một thử rồi. Thêm con nữa. Sao? Ăn đi xuống luôn. Đó. Thôi. Đi còn mấy con thôi. Thế giờ. Chết mày này con. Ok. Còn nữa. Nhiều vậy. Ăn đồ đá đi. Mày. Ok. Ok. Xong chưa? Hết chưa? Trời ơi. Đóng vậy. Mày. Chết. Trời ơi. Ui. Mày. Né đã nè. Mày.
Mày mày gửi xong. Ok. Được chưa? Tuyệt. Tiếp tục thôi. Go. Nè, chọn gì đây? Crystal Grenade các bạn. Này sẽ khiến cho lựu đạn nó nổ ra hai lần nha các bạn đó. Yeah. Ok, 6 à. Đồ đá nè. Né đi. Bùm. Mày nữa. Yeah, né rồi con. Ok. Nhưng mà này có rất là nhiều hàng mạ. Nhưng mà này có rất là nhiều những chỗ chật hẹp nha bạn. Này có hợp. Ok. Cái dùm sắt cân hứa bạn. Sắt cân. Bùm. Bùm. Này. Ô, mày. Trời ơi, mày. Chết rồi, đồ đá đi. Ăn đồ đá đi. Vô. Mày, mày. Ok. Tiếp. Yeah, mày bị. Ok. Tiếp tục nào. Sắp tiếp sự bạn bắn xuyên nhầm bị đó. Những cái kỹ năng bắn xuyên nhầm bị cộng với một cây súng ra về thì cũng rất ok á. Xem coi mình tìm lại nó không đó. Hồi nãy phải bỏ nó do là nó hơi chậm để làm speedrun thứ bạn đó. Tiếp tục nào. Mà bảy. Ăn đồ đạn đi. Mày mày một cái sạc cân nữa. Sạc cân 2 nòng mà. Thì mình cầm 2 cây sạc cân luôn. Quái chưởng thiệt. Mày. Mày ui dạ. Mày. Mày mày ok. Đó. Phù thủy nè. Cái con này nữa. Rồi từ chơi. Nó chưa. Úp. Này tưởng giết được nơi này chứ. Ok. Ui chết chà. Ui chết chà chứ làm tán xong. No. Mày. Ăn luôn đạn đi. Vô. Con này đâu, á tại con một phát một. Mày ok. Không chưa? Úp. Lại xuất hiện nữa. Mày này thì phải mày. Ui trời. Ăn luôn đạn đi. Vô. Bùm. Ok. Mày nữa, mày. Rồi, xong chưa? Tuyệt vời mặt trời. Đi tiếp thôi. Tới xa bạn vậy. Vẫn là mấy cái gì để nhâm bi thôi. Nhưng mà vậy vậy không được rồi bạn. Đi rồi. Ok. Ok màn 8. Này có gì đây? Lại là phù thủy. Còn mấy con này nữa. Chết nè. Yeah. Cái súng là yeah nè. Sẽ đổi nó. Đó. Là yeah. Ôi. Vậy. Mình không biết bạn nó để không nhưng mà mỗi lần ngày đạn là như là cái cây súng này nó nạp vô một cục pin không ta. Cho nên súng này chạy bằng pin nữa bạn. Đó. Cái đâm ra cái súng này cũng đốn điện phết thôi bạn. Cái giống này súng này kiểu như là chạy bằng điện bạn nên là mỗi lần ngày đạn nó phải nạp pin vô bạn. Đó. Pin vun nữa bạn. Pin vun phải. Mình không biết cái cục pin nó gọi là pin gì nhưng mình chỉ thường gọi là pin vun thôi bạn. Ra là nó có hình vun. Đấy. Mày. Trời ơi, bắn một lần ra 3 gì mà cuối cùng hụt không. Trời ơi. Ok, nằm như vậy. Ăn đã đi. Hụt hết luôn bạn. Trời ơi, văng một quả lựu đạn phải gọi là đi vào làm đất thôi bạn. Hụt hết luôn. Mấy chữ thì chết đi. Chết đi. Ok. Mình phải ra rồi, phải kiếm nó được. Nó đây rồi. Bùm, rồi nổi vậy không chết. Mày ok. Đấy, như bạn thấy, các bạn thấy không? Mỗi lần gà đã nạp cho một cục pin các bạn. Vậy cái súng này chạy bằng pin thiệt luôn. Đó. À, pin vuông các bạn. Đó. Súng này rất là tốn điện nha các bạn. Đó. Tốn pin mới đúng chứ. Do là cái này xài pin chứ không phải là nạp điện như là nạp điện thoại các bạn. Ok. Ok, xem chưa? Ăn đồ đạn nè. Chết đi. Ok, để cho nó ăn đồ đạn bạn. Đó, để dành đạn. Ok. Xong. Xong đến boss rồi bạn ơi. Một màn nhanh nhất là khoảng 10 phút là qua các bạn. 10 hoặc 11 phút là qua. Nhanh nhất thì vậy. Mình giá nhanh hơn rồi nhưng mà chỉ được như đó thôi. Chơi game này bạn đang đam nha các bạn, đó, bắn zombie cho đã. Ok,
sẽ tiếp tục nâng đam với bạn đó. Em này chủ yếu nên nâng đam thôi, bắn nhâm bi mới đã, chứ bạn không nâng đam bắn nhâm bi chán lắm bạn đó. Ok, màn cuối nữa anh em. Đó, màn cuối này ta sẽ gặp lại con bò cạp của bạn đó. Nhưng mà con bò cạp giờ đây đã có mầm bọn của bạn vậy. Bây giờ nó hãy sinh ra mấy con cua hơn bạn đó. Con dán chứ, bây giờ dán đúng rồi bạn. Không thể nào cua được đó. Nạp biên vô. Nghĩ mày đó. Thì con bò cạp này bạn biết rồi ha. Mỗi lần chết lại sẽ sinh ra hai con nữa đó. Học sao, trời ơi, một phát laser chết hết luôn đó. Súng laser chạy bằng pin hơn bạn. Ok, bây giờ đến đây thôi. Cảm ơn bạn đã tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Và bạn đừng quên like, subscribe, ấn chuông để nhận thông báo những video mới nhất. Và đừng quên chia sẻ video này nếu bạn thích nhé. Giờ thì như đây thôi. Tạm biệt nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.